Chương 3 Trung. Phàn Cơ giới thiệu người hiền. Thời nhà Chu, Sở Trang Vương rất thích săn bắn. Phu nhân là Phàn Cơ khuyên mãi không nghe, nên Phàn Cơ không ăn thịt nữa. Vì thế, Sở Trang Vương mới cảm ngộ, hối cải để làm lại con người mới, chăm chỉ với việc quốc gia đại sự hơn. Sở Trang Vương luôn luôn khen ngợi Ngu Khâu Tử là người hiền đức. Phàn Cơ nói: "Người này không phải là tôi trung, thiếp hầu hạ quân vương tính ra cũng 11 năm rồi, từng tìm kiếm tiến cử mỹ nữ cho quân vương. Người hiền đức hơn thiếp có 2 người, ngang với thiếp có 7 người. Nay Ngu Khâu Tử làm tể tướng nước Sở cũng đã hơn 10 năm, trừ những người là đệ tử và người thân trong dòng họ ra, hiếm khi tiến cử những người khác. Chẳng nhẽ người hiền đức là như vậy sao?" Ngu Khâu Tử nghe được lời này, cảm thấy rất hổ thẹn. Thế là tiến cử Tôn Thúc Ngao. Do vậy, nước Sở được xưng bá. Lữ Khôn có lời bàn rằng: "Đất nước không được cai trị tốt là do đố kỵ người hiền tài mà ra. Phàn Cơ ở hậu cung không đố kỵ, do đó phát triển mở rộng để đất nước lập lại an ninh và trật tự. Chỉ là bởi vì không có lòng ích kỷ, cho nên người có lòng ích kỷ thì không thể tiếp nhận người khác, cuối cùng tự mình trở thành không có nơi dung thân. Nhưng người có lòng đố kỵ đến cuối cùng cũng không tỉnh ngộ, làm cho người ta phải cảm thán. Phàn Cơ thực sự là tấm gương cho nữ giới, có thể lấy làm chuẩn tắc." Ngụy Phụ khuyên vua. Thời nhà Chu, ở đất Khúc Ốc có một bà lão. Bà là mẹ của quan đại phu nước Ngụy Như Nhĩ. Lúc đó, Ai Vương nước Ngụy lấy vợ cho con trai. Nghe người ta nói cô dâu mới rất xinh đẹp, Ngụy Ai Vương bèn muốn thu nhận làm vợ của mình. Bà lão Khúc Ốc bèn dặn dò con trai của mình là Như Nhĩ rằng: "Hiện nay vua rối loạn đến cực điểm, thật sự là không còn luân thường đạo nghĩa nữa. Tại sao con không khuyên can vua? Phải hiểu được là phải đưa ý kiến khuyên can thì mới tận hết lòng trung thành của mình. Tận hết lòng trung thành thì mới loại trừ được tai họa. Điều này tuyệt đối không được bỏ lỡ." Như Nhĩ nghe lời của mẹ, nhưng khổ nỗi không có cơ hội, vì không ngờ lúc đó ông được cử đi sứ nước Tề. Bà lão Khúc Ốc bèn tự mình đi gặp Ngụy Ai Vương để khuyên can. Ai Vương cảm thấy lời của bà rất đúng, bèn đem cô dâu trả lại cho con trai, lại thưởng cho bà lão Khúc Ốc 200 thạch gạo. Đợi đến khi Như Nhĩ trở về, lại thăng chức cho ông. Bà lão Khúc Ốc dạy bảo con trai của mình phải tận trung. Con trai không kịp khuyên can thì bà đứng ra để khuyên can vua. Bà trình bày sự quan trọng của kỷ cương pháp luật, chấn chỉnh sự liên quan đến vợ chồng ban đầu trong đạo làm người, giữ trọn phẩm hạnh trinh tiết của người phụ nữ, uốn nắn lỗi lầm của vua để cho vua không dám phá vỡ pháp luật của đất nước, để cho nước láng giềng lớn mạnh không dám giấy binh xâm phạm. Bậc quân tử cho rằng bà là người hiểu lễ nghĩa, đâu chỉ có tận trung mà thôi. Mẹ Phạm Bàng không hối hận. Thời nhà Hán, có một người tên là Phạm Bàng, biệt hiệu là Mạnh Bác, là người Nhữ Nam. Lúc đầu làm quan chuyên việc bắt trộm cướp. Lúc đó, quan thái giám thường viện cớ kết bè kết phái để hãm hại người ngay thẳng. Phạm Bàng cũng do kết bè phái mà bị liên lụy, bị bắt nhốt vào ngục. Khi được thả không lâu, triều đình lại muốn xử lý nghiêm người kết bè kết phái. Quan đốc bưu huyện Nhữ Nam tên là Ngô Đạo biết Phạm Bàng là người có phẩm chất tốt, không nhẫn tâm bắt giam, nên ôm chiếu thư của hoàng thượng mà khóc. Phạm Bàng biết chuyện, bèn tự mình đến huyện nha đầu thú. Huyện trưởng Quách Ấp tình nguyện chạy trốn cùng Phạm Bàng. Phạm Bàng sợ liên lụy đến huyện trưởng và mẹ già nên nhất định không chịu nghe theo. Mẹ Phạm Bàng vội đến chia tay con trai và nói rằng: "Nay con có tiếng tâm giống như Lý Cố, Đỗ Mật,
Chết thì có gì hối hận đâu. Đã có tiếng tâm rồi, lại muốn sống lâu. Điều này đâu thể đều có được. Phạm Bàng quỳ xuống nghe lời mẹ dạy bảo, vái vài vái từ biệt mẹ. Lữ Khôn có lời bàn rằng, Phạm Bàng sống trong thời loạn nhưng vẫn kiên quyết dân tố những lời chính nghĩa, cho nên mới dẫn đến tai họa. Sống ở thời, kẻ tiểu nhân lộng quyền mà vẫn có thể gạn đục khơi trong, không sợ chết. Thật là kẻ sĩ thanh cao. Cái chết của ông làm người ta thương tiếc. Chỉ là danh tiếng và tuổi thọ không thể cùng có được. Khéo hợp với ý nghĩa, biết cho là đủ. Sục sôi nghĩa khí bỏ đi điều mình yêu thích, không có tình riêng đối với con cái, người mẹ cũng rất hiền đức. Lý Tú Trung Liệt. Thời nhà Tấn, có người tên là Lý Nghị, làm quan hiệu úy thứ sử ở Ninh Châu, Nam Mang. Có người con gái tên là Lý Tú, tính cách giống cha của nàng. Khi đó, Ngũ Di ở phương Nam vây đánh Ninh Châu. Lý Nghị do ưu sầu quá độ mà qua đời. Cứu binh vẫn chưa tới. Nhân dân đều bầu chọn Lý Tú làm quản lý Ninh Châu. Lý Tú liền chỉnh đốn quân đội, giữ chắc thành trì. Tuy lương thực đã ăn hết, nhưng chí khí ngược lại càng ngày càng sục sôi. Đợi đến lúc quân giặc buông lỏng, bèn tiến công trên quy mô lớn, công phá doanh trại của quân giặc, phá vỡ vòng vây. Lý Tú giữ chức vụ thay cha, thống lĩnh bộ hạ 37 bộ, trải qua hơn 30 năm. Người Nam Mang đều nể sợ. Lý Tú qua đời khi còn tại chức. Nhân dân giống như mất cha mẹ của mình nên xây miếu thờ, hàng năm cúng tế bà. Sau này đến thời nhà Đường, bà được phong làm Minh Huệ Phu Nhân. Trên tấm biển trong miếu thờ bà có đề hai chữ Trung Liệt. Lý Tú lấy thân phận nữ nhi đảm nhiệm chức vụ thay cha, thống lĩnh quân đội 37 bộ, trải qua hơn 30 năm, khiến người Nam Mang đều nể phục. Bá tánh trăm họ được sống cuộc sống yên bình. Bà mất khi đang đảm nhiệm chức vụ, nhân dân khóc than giống như cha mẹ của mình qua đời. Nhân dân cùng xây miếu thờ bà, hàng năm cúng tế, được tôn sùng kính trọng. Thật là anh hào trong giới nữ, làm tấm gương cho vùng đất Tây Nam. Miếu thờ tên gọi Trung Liệt, thật là có lý. Ngu Tôn dạy về lòng trung thành. Thời nhà Tấn, có người tên là Ngu Đàm, mẹ của ông họ Tôn, thủ tiết nuôi con thành người. Ngu Đàm làm quan địa phương ở Nam Khang. Khi ông dẫn quân đi thảo phạt Đỗ Thao, mẹ ông động viên ông phải tận trung tận nghĩa, đồng thời còn đem toàn bộ gia tài quyên góp làm chi phí thăm hỏi chiến sĩ. Sau này Ngô Đàm lại dẫn quân đi thảo phạt Tô Tuấn, mẹ ông lại khuyên nhủ rằng, mẹ nghe được một câu nói của người xưa để lại rằng, trung thần xuất thân phải là người con hiếu thảo, sau khi con ra trận phải dũng cảm vì chính nghĩa mà hy sinh tính mạng, không được vì mẹ già mà liên lụy đến việc con tận trung báo quốc. Rồi gọi toàn bộ người hầu nam đi trợ chiến, bán hết quần áo trang sức làm kinh phí cho quân đội. Đồng thời, bà còn sai cháu nội của bà là Ngu Sở theo đi tham gia chiến đấu, phải tận trung, tận hiếu. Sau này, do Ngu Đàm có công lao to lớn, được phong làm hầu tước. Mẹ ông sống đến 95 tuổi mới mất. Triều đình ban thụy hiệu cho bà là Định Phu Nhân. Lúc đầu, mẹ của Ngu Đàm đem hết gia sản để thăm hỏi, động viên tướng sĩ. Đến khi gia sản dùng hết, bà lại đem bán quần áo, trang sức để làm kinh phí cho quân đội, lại phát động toàn bộ người hầu nam đến trợ chiến. Không những dạy bảo con trai phải tận trung, bà còn dạy bảo cháu nội chuyển hiếu thành trung. Dạy con tận trung thì chúng ta nghe đã nhiều. Giống như mẹ của Ngô Đàm dạy cháu nội tận trung như vậy thì có được mấy người. Thành mới của Hàng Phu Nhân. Thời nhà Tấn, có người tên Chu Tự là thứ sử Lương Châu. Khi ông trấn giữ thành Tương Dương thì Phù Kiên nước Tiền Tần dẫn quân đến tấn công. Mẹ của Chu Tự là Hàng Phu Nhân đích thân lên đầu tường thành quan sát,
thấy công sự phòng ngự ở góc phía tây bắc không được chắc chắn, bèn dẫn đầu hơn 100 A Hoàng và phụ nữ trong thành Tương Dương xây một bức tường thành mới 20 mấy trượng ở bên trong. Sau khi quân Tiền Tần bao vây thành Tương Dương, Chu Tự cố thủ trấn giữ. Đến khi lương thực của quân Tiền Tần sắp hết, bèn khẩn trương dùng hết sức lực để công phá thành. Bức tường cũ ở góc tây bắc quả nhiên bị đổ. Quân của Chu Tự bèn chuyển sang trấn thủ ở bức tường thành mới. Vì vậy, quân Tiền Tần bắt buộc phải rút lui. Người dân ở thành Tương Dương do việc này mà từ đó gọi bức tường thành mới này là Phu Nhân Thành. Lên trên tường thành quan sát, bà thấy góc tây bắc không được kiên cố, nên đã dẫn đầu các hầu gái và dân nữ xây hơn 20 trượng tường thành. Sau này, toàn bộ nhân dân trong thành phải chịu ân huệ của những người phụ nữ này. Những người trấn thủ thành trì đời sau, khi nghe báo có kẻ địch đến tấn công mà không chuẩn bị, sau khi kẻ địch đến thì không có cách nào trấn giữ, ngồi nhìn thành trì thất thủ. Những người không quan tâm đến sự sống chết của nhân dân, thấy hành động của mẹ Chu Tự cũng nên thấy xấu hổ mà cảm thấy trong thiên hạ không có chốn dung thân. Trưởng Tôn Can Gián. Hoàng hậu Trưởng Tôn của Đường Thái Tông, phàm là những chuyện cải cách của triều đình, không chuyện nào là không khuyên can Thái Tông. Có lúc Thái Tông tức giận, lấy tội danh không thích đáng để trách phạt người trong cung. Trưởng Tôn Hoàng hậu cũng giả vờ tức giận, thỉnh cầu Thái Tông giao cho bà xử lý. Nhưng đợi đến khi Thái Tông nguôi giận, thì từ từ thay người bị oan, tìm cách biện minh là vô tội. Có một lần, Trưởng Tôn Hoàng hậu mặc triều phục, đứng trước Thái Tông, khen ngợi Ngụy Trưng là vị quan quang minh chính trực, bảo vệ giang sơn xã tắc. Chúc mừng Thái Tông có thể tiếp nhận lời Can Gián thẳng thắn, thực sự là vua anh minh mới có bề tôi thẳng thắn như vậy. Sau này, Trưởng Tôn Hoàng hậu bệnh tình nguy cấp, lúc sắp phải nói lời vĩnh biệt thì vẫn thành khẩn vì việc nước mà khuyên can Thái Tông. Sau khi bà mất, Thái Tông khóc rất thương tâm. Hơn nữa còn nói, từ nay về sau, khi vào trong cung, không còn được nghe lời Can Gián nữa. Trẫm đã mất đi một trợ thủ đắc lực rồi. Trưởng Tôn Hoàng hậu không phải là nữ quan chuyên việc can gián. Người đời thường nói rằng lời nói của phụ nữ không nên nghe. Nhưng xét kỹ lời nói, đức hạnh của Trưởng Tôn Hoàng hậu khác với người bình thường. Hoàng hậu giống như vậy, ngày đêm ở bên cạnh hoàng thượng để can gián bất cứ lúc nào. Cho dù đến lúc hấp hối, vẫn lấy việc thân cận người quân tử, xa lánh kẻ tiểu nhân, tiếp thu lời can gián trung chính, tránh xa lời gièm pha, tiết kiệm việc lao dịch, dừng việc ra ngoài săn bắn để làm lợi trăn trối. Đường Thái Tông xem Trưởng Tôn Hoàng hậu như người phụ tá xã tắc của mình. Ai nói trong hậu cung không có người chánh nhân quân tử? Từ Huệ khuyên vua. Đường Thái Tông có người phi tần rất hiền đức tên là Huệ, là người Hồ Châu. Khi sinh ra mới 5 tháng tuổi đã biết nói, lúc 4 tuổi thì biết đọc Luận Ngữ và Kinh Thi. Năm lên 8 có thể sáng tác văn chương, hễ là sách kinh sử thì hầu như đều đã xem. Hơn nữa lại rất chăm chỉ, tay hầu như không có lúc buông sách xuống. Năm Trinh Quang, Thái Tông tuyển nàng vào cung làm thống dung. Mỗi lần hoàng thượng ra lệnh cho nàng làm thơ, viết chiếu chỉ, thì nàng thường cầm bút lên viết một loáng là xong. Hơn nữa, thơ văn, câu từ đẹp đẽ, mỹ miều. Khi Đường Thái Tông về già, rất thích khởi công xây dựng cung điện, huy động quân đội đi mở rộng đất đai, nên nhân dân trong nước bị rối loạn không yên. Từ Huệ bèn dâng một bức tấu sớ đến chỗ hoàng thượng để can gián. Ngôn từ trong tấu sớ rất uyển chuyển, chỗ nào cũng biểu hiện lòng trung thành của nàng đối với hoàng thượng. Thái Tông cũng làm theo lời của nàng, dừng lại việc xây dựng và động can qua. Sau này, khi Thái Tông qua đời, trong lòng Từ Huệ vừa đau buồn, vừa tưởng nhớ nên đã bị bệnh nặng. Người trong cung đem thuốc đến, nàng không chịu uống, đau lòng mà rằng: hoàng thượng đối đãi với ta tốt vô cùng, ta nguyện sớm được đến lăng mộ của hoàng thượng làm trâu, làm ngựa,
vĩnh viễn ở trong lăng mộ hầu hạ hoàng thượng. Như vậy, lòng ta đã rất thỏa mãn rồi. Khi nàng mất mới 24 tuổi. Trong lịch sử có Trường Tôn hoàng hậu, do giỏi việc can gián, phò tá Thái Tông mà lừng danh khắp cung đình. Khi bà mất, Thái Tông cho rằng không còn được nghe những lời chính trực mà vô cùng đau lòng. Không ngờ, nối tiếp hoàng hậu lại xuất hiện một từ hiền phi. Trong tố sớ của hiền phi có viết rằng, giữ được cơ nghiệp lại có thể bảo vệ, duy trì lâu dài đến cùng, thì bậc thánh nhân cũng rất khó làm được. Khi sự nghiệp huy hoàng, con người rất dễ sinh ra kiêu ngạo, tự mãn. Thiếp mong hoàng thượng có thể giữ được sự khiêm tốn. Một số người khi bắt tay vào làm một việc thì lúc đầu làm rất tốt, nhưng rất khó duy trì được đến cuối cùng. Thiếp rất mong hoàng thượng có thể làm được điều này. Những lời nói này phát ra từ tận đáy lòng, câu nào cũng rất chân thành, tha thiết. Thật là danh ngôn ngàn đời bất hủ. Đống Dương dạy con. Thời nhà Đường, mẹ của Đống Xương Linh là Dương Thị, là người Thái Châu, nay thuộc Nhữ Nam, Hà Nam. Lúc đó, Ngô Nguyên Tế tạo phản chiếm cứ Thái Châu. Lúc này, Đống Xương Linh làm huyện lệnh ở phòng huyện, là thuộc hạ của Ngô Nguyên Tế. Mẹ của ông bèn âm thầm dặn dò ông rằng, nói chung, một sự việc nếu thuận theo lẽ trời thì có thể thành công, còn nghịch với lẽ trời thì sẽ thất bại. Vấn đề này còn phải cẩn thận cân nhắc thật kỹ mới được. Trong lòng Đổng Xương Linh còn chưa quyết định, Ngô Nguyên Tế lại điều ông đến làm quan ở Yển Thành. Mẹ ông lại nói với ông rằng, tên phản nghịch Ngô Nguyên Tế này lừa dối hoàng thượng, thần linh sẽ không phù hộ cho hắn. Con phải lập tức quy hàng triều đình, đừng vì lo lắng cho mẹ mà không đi quy hàng. Nếu như con làm trung thần thì mẹ sẽ là mẹ của trung thần, như vậy mẹ có chết cũng không oán hận. Đúng lúc đó, quân lính nhà Đường đến công đánh Yển Thành. Đổng Xương Linh bèn ra hàng. Khi Hiến Tông hoàng đế biết được thì rất vui mừng, bèn cho Đổng Xương Linh làm huyện lệnh Yển Thành, còn kiêm chức giám sát ngự sử. Đổng Xương Linh tự tạ rằng, điều này đều do mẹ của thần dạy bảo, chứ thần đâu có công lao gì. Hiến Tông nghe xong bèn khen ngợi và cho là kỳ lạ, sau phong cho mẹ của Đổng Xương Linh là Bắc Bình quận quân. Thời Tây Hán có mẹ của Vương Lăng, thời Đông Hán có mẹ của Triệu Bao, trước sau nối tiếp nhau xả thân để tác thành sự trung nghĩa của con trai mình. Mẹ của Đổng Xương Linh đã đọc thuộc Hán thư hay sao mà Xương Linh cũng không quên lời dạy của mẹ. Sau này ra hàng nhà Đường, sau khi hoàng thượng phong cho ông làm giám sát ngự sử, ông còn nói, đây là sự dạy bảo của mẹ, chứ thần đâu có công lao gì. Đây là vừa trung thành lại vừa hiếu thảo, cho nên trung thần nhất định là xuất thân từ người con hiếu thảo. Trần Phùng đánh con. Vào thời Bắc Tống, có một vị Tần quốc công họ Trần tên Tĩnh Hoa. Vợ ông Phùng Phu Nhân là mẹ của tiết độ sứ Trần Nghiêu Tư. Phùng Phu Nhân trị gia vô cùng nghiêm cẩn. Ba người con trai của bà, ai cũng đều thi đỗ tiến sĩ. Có một lần, Trần Nghiêu Tư làm thái thú ở Kinh Nam mãn nhiệm trở về nhà. Phùng Phu Nhân bèn hỏi, con làm quan ở một nơi nổi tiếng, vậy con có chính tích nổi bật nào không? Trần Nghiêu Tư hổ thẹn đáp rằng, không có ạ. Phùng Phu Nhân nghe xong trong lòng không được vui. Có một lần, người trong nhà nói chuyện phím, nói đến Kinh Nam chính là con đường giao thông quan trọng để qua lại. Khách qua đường so tài bắn tên với Trần Nghiêu Tư, không có ai là không nhường Trần Nghiêu Tư. Phùng Phu Nhân nghe xong nổi giận nói rằng, cha của con dạy dỗ con, bảo con phải tận trung tận hiếu giúp đỡ đất nước, nay con làm quan không biết phải thi hành chính sách nhân từ để giáo hóa nhân dân, ngược lại lại chuyên đi học loại tài lẻ để khoe khoang bản thân. Đây đâu phải là nguyện vọng ban đầu cha con dạy bảo con. Nói xong, bèn cầm gậy đánh Trần Nghiêu Tư, làm cho túi kim ngư đeo trên mình của Trần Nghiêu Tư cũng rơi xuống đất vỡ vụn.
Lữ Khôn bàn rằng: mẹ của Trần Nghiêu Tư thật là nghiêm minh, biết việc giỏi bắn tên không phải là chức trách của thái thú. Đây đúng là hiểu rõ lý lẽ. Con trai giữ chức vụ quan trọng mà còn cầm gậy đánh phạt để dạy bảo, đây quả thật là yêu cầu nghiêm khắc. Hiền minh mà lại nghiêm khắc, chẳng trách ba người con trai của bà đều giữ chức vụ quan trọng. Người bảo thủ sẽ lấy lễ nghĩa của con trai để trách cứ mẹ của ông, đây là điều không đúng. Con trai làm đúng thì người mẹ nghe theo, mẹ làm đúng thì con trai nghe theo. Thi thị làm người hầu. Thời nhà Tống, nhà họ Thẩm có một người hầu họ Thi, là người trấn Hiểu Đôn, Hồ Châu. Bà vốn là hàng xóm. Khi Thi thị 20 tuổi thì đến nhà họ Thẩm làm người hầu. Có một năm, dịch bệnh hoành hành vô cùng kịch liệt. Vợ chồng nhà họ Thẩm theo nhau qua đời, bỏ lại hai người con gái chỉ mới hơn 10 tuổi. Không có người thân để nương tựa, Thi thị bèn giả gạo thuê cho nhà bên cạnh, hoặc đang giày cỏ, may vá để kiếm tiền nuôi dưỡng hai người con gái của chủ nhân. Đến khi hai người con gái của chủ nhân trưởng thành, bèn tìm người có địa vị để gả chồng, lại còn thường xuyên chăm sóc con cái của họ, tận hết sức làm những việc người hầu phải làm. Mỗi lần chủ nhân đi vắng thì trông nom hộ đồ đạc trong nhà, chưa bao giờ tự ý dùng bất cứ đồ gì của chủ. Mọi người đều kính trọng bà, ngưỡng mộ bà. Bà tuổi đã hơn 60 rồi mà trên đầu vẫn chải hai búi tóc, biểu hiện rằng bà chưa lấy chồng. Người hầu trung thành lần đầu tiên xuất hiện trong nhà của đại phu thời nhà Chu. Một người nữa xuất hiện ở trong nhà của người phụ nữ tiết liệt địch tố. Nhưng hai người kể trên đều không giống Thi thị. Bà 20 tuổi mới đến nhà họ Thẩm làm người hầu, tuổi này đều có thể lấy chồng rồi. Nhà họ Thẩm không có ân dưỡng dục đối với bà, nhưng bà lại có thể giả gạo thuê, đang giày cỏ, may vá để kiếm tiền nuôi dưỡng con gái của chủ nhân, cố gắng làm phận sự của một người hầu, cả đời không lấy chồng, có thể không làm cho người ta kính trọng, ngưỡng mộ sao? Chị Lam bắt cướp. Thời nhà Tống, có người hầu nhà họ Phương tên là chị Lam. Chị cùng nhà chủ nhân sống nhờ ở chùa Thanh Nê. Có một hôm, nhà chủ nhân mời khách đến uống rượu, đến nửa đêm mới tan tiệc. Hai vợ chồng người chủ đều uống say. Đột nhiên, có rất nhiều tên cướp xông vào, đem mấy người con trai của chủ nhân và đám người hầu trói lại. Đám người hầu nói: việc này không liên quan đến chúng tôi, người quản lý chìa khóa trong nhà là chị Lam. Chị Lam cũng đáp rằng: không sai, thực sự là tôi quản lý chìa khóa của chủ, nhưng các người không được làm cho chủ nhân của tôi kinh sợ thì tôi mới đem chìa khóa giao cho các người. Bọn cướp đồng ý, chị Lam bèn đem toàn bộ chìa khóa giao cho bọn cướp, lại còn lấy đèn cầy dùng trong bữa tiệc chiếu sáng cho bọn cướp. Thế là bọn cướp lấy hết toàn bộ vàng bạc và trang sức rồi bỏ đi. Đợi đến khi chủ nhân tỉnh lại, biết là gặp phải cướp, và sáng ngày hôm sau bèn đến huyện báo án. Chị Lam bèn âm thầm nói với những sai nha đi bắt cướp rằng: bọn cướp đó đều mặc áo trắng, khi tôi lấy đèn cầy chiếu sáng cho chúng thì có nhỏ sáp đèn cầy lên lưng của chúng để làm ký hiệu. Các ông chỉ cần thấy người mặc áo trắng trên lưng có sáp đèn cầy là bọn cướp. Sa nha làm theo lời của chị, quả nhiên bắt được hết bọn cướp. Chị Lam trung thành lại thông minh, nếu như lúc đó không nhận là người quản lý chìa khóa, không những sẽ nguy hiểm đến chủ nhân mà lại còn nguy hiểm đến con trai của chủ nhân, nguy hiểm đến các người hầu, hoặc có lẽ còn nguy hiểm đến bản thân mình. Chị yêu cầu không được làm chủ nhân của mình kinh sợ, châm nến chiếu sáng chỉ dẫn cho bọn cướp lấy đi toàn bộ vàng bạc trang sức. Bọn cướp cho rằng nàng giúp đỡ chúng, mà không biết là chị Lam đã âm thầm đánh dấu trên người chúng nhằm bắt chúng. Nếu không thế thì sáng hôm sau đâu có thể bắt được chúng ngay. Nam mô A Di Đà Phật.